Rong tóc tiên, một gói 50g, bao bì đẹp sang trọng, thích hợp dùng làm quà tặng hoặc dùng làm lễ vật cúng kiến trong ngày Tết, đám cưới theo phong tục người Hoa để cầu mong thịnh vượng giàu có. Tóc tiên dùng để nấu các món ăn hấp dẫn như súp ốc heo tóc tiên, súp hải sản tóc tiên, gà hầm đông cô tóc tiên, gỏi tóc tiên, xào chay.